Lời kể nhân chứng vụ cháy khiến 14 người tử vong. Khoảng 0 giờ 30 phút đêm ngày hôm qua, ngôi nhà tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, Hà Nội đã bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, tại tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy và xe đạp điện. Theo thống kê ban đầu, hiện có 14 người tử vong, 3 người bị thương và đều là người ở trọ trong khu nhà trên. Một số nhân chứng gần hiện trường cho biết, sau 3 tiếng nổ lớn phát ra ở tầng 1 ngôi nhà thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Lúc đó thì mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Một nhân chứng đã kể lại rằng tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ra ngọn lửa đã bùng phát dữ dội bao trùm tòa nhà. Khi đám cháy xảy ra, xe chữa cháy không thể tiếp cận vì căn nhà nằm trong ngõ nhỏ và sâu. Vì vậy, lực lượng chức năng đã phải kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào nhà để dập lửa. Đến 0 giờ 52 phút, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy và ngăn cháy lan. Thời điểm này thì đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện và xe đạp tại khu vực sân. Khói và khí độc cũng bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Hiện tại thì công tác khắc phục hậu quả sau đám cháy vẫn đang được triển khai kịp thời.